À, vâng, như vậy có thể thấy là trâu bò trước khi mà được bày bán ra thị trường thì đã được bơm nước, trong khi các cơ quan chức năng lại tỏ ra bất lực trước tình trạng này. Vậy thì thịt trâu bò sau khi được bơm nước có tác hại như thế nào tới sức khỏe của người tiêu dùng? Xin mời quý vị và các bạn cùng tới với phóng sự sau đây. Mỗi ngày, một con bò cần khoảng 1/10 lượng nước so với trọng lượng cơ thể của chúng. Nhưng ở lò mổ này, họ đã bơm tới 50 lít, rồi 100 lít vào cơ thể bò, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 90% nước đưa vào cơ thể sẽ được bò thải ra bằng đường tiết niệu và đường tiêu hóa. 10% còn lại sẽ được hấp thu vào máu, qua niêm mạc ruột, đi vào các mô tế bào trong cơ thể. Con vật sẽ bị phù nề nghiêm trọng. Chúng sẽ nặng thêm khoảng từ 10 đến 15 kg. Cái cơ chế hấp thu tức là sau khi đi vào trong đường tiêu hóa thì nó được hấp thu qua màng ở cái màng nhung mao ở trong ruột của kể cả ruột non, và thậm chí có cơ chế tái hấp thu ở ruột già. Chúng ta không biết được nước bơm vào bò được các chủ lò lấy từ đâu. Theo các chuyên gia, sẽ rất nguy hiểm nếu nguồn nước này có chứa các kim loại nặng như arsen, thủy ngân, các vi sinh vật có khả năng gây bệnh như vi khuẩn E. coli, Salmonella. Những cái chất độc có thể theo cái con đường từ dạ dày bò rồi ngấm vào máu rồi đến các cơ quan phụ tạng, trong đó có cơ, có thịt bò thì đều có thể gây một tình trạng nhiễm độc. Một cái nhiễm độc có thể là từ hoặc là những cái nhiễm độc cấp khi ăn phải thịt bò nhiễm độc. Nước bẩn thường chứa cả ấu trùng sán lá gan, một trong những loài ký sinh trùng nguy hiểm thường xuất hiện trên gia súc. Trong một ngày, ấu trùng này có đủ thời gian để xâm nhập và chuẩn bị cho quá trình hình thành sán lá ở gan bò. Và sán lá này sẽ xâm nhập vào cơ thể con người nếu dùng thịt bò này làm món gỏi hay món sống. Những cái thức ăn mà có tính chất ăn tái thì dễ bị những cái bệnh ký sinh trùng đó hơn, chẳng hạn như là phở tái hay là gỏi hay là nem bò cuốn lá cải, một số thức ăn phải sử dụng. Trung bình mỗi ngày, một cơ sở như thế này bơm nước cho khoảng 70 con bò, tương đương với 15 tấn thịt bơm nước được đưa ra thị trường.